Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, những vùng đất mới để khám phá ngày càng mở rộng ra, những xu hướng du lịch mới để thay đổi khẩu vị, đáp ứng nhu cầu chinh phục của khách du lịch cũng đa dạng hơn. Ngành du lịch đã và đang áp dụng những ứng dụng mới giúp cho khách du lịch ngày càng thấy dễ chịu hơn trong các chuyến đi, cũng như luôn tung ra những sản phẩm mới, dẫn dắt xu hướng của ngành trong tương lai. Công nghệ sinh trắc học như tự động xác minh danh tính một người thông qua dấu vân tay, nhận dạng khuôn mặt, quét mống mắt đang nhanh chóng trở thành công nghệ được lựa chọn tại các sân bay trên toàn thế giới. Đây được coi là một cách nhanh và chính xác hơn để nhận diện hành khách. Sinh trắc học có thể cắt giảm thời gian xử lý các thủ tục truyền thống trên các sân bay. Vào năm 2018, sân bay quốc tế Dubai, UAE, đã giới thiệu chương trình Cổng Thông Minh cho phép xác minh danh tính của hành khách chỉ trong 5 giây thông qua nhận diện khuôn mặt. Với hàng triệu hành lý ký gửi bị xử lý sai mỗi năm, nhiều người đang mong muốn một giải pháp công nghệ giải quyết vấn đề phổ biến này. Hiện nay, các thiết bị như Smartick, Tai và AirTag ra đời nhằm mục đích định vị những đồ vật hay bị thất lạc. Những thiết bị trên được đồng bộ hóa với ứng dụng trên điện thoại, máy tính. Khi gắn chúng trên túi, vali, ba lô, chìa khóa hay những vật dụng khác, bạn sẽ dễ dàng định vị được món đồ bị thất lạc. Hãy tưởng tượng trên chuyến du lịch đến châu Âu, bạn được khám phá bảo tàng nghệ thuật Galleria dell'Accademia ở Florence, Italy, và được hướng dẫn bởi một tác phẩm điêu khắc David biết nói, hoặc tham gia một cuộc săn lùng kho báu kỹ thuật số qua đường phố của Paris, Pháp. Chỉ cần kết nối điện thoại và Internet, công nghệ thực tế ảo tăng cường, AR, có thể tăng sự hấp dẫn trong trải nghiệm du lịch. Công ty Spectrus Production của Mỹ đang cố gắng đưa các kỳ quan thiên nhiên và văn hóa của thế giới đến nhiều người hơn thông qua công nghệ này. Công ty Kelecona có trụ sở tại New York, có kế hoạch cung cấp các chuyến taxi bay không người lái chạy bằng pin. Mỗi lượt bay có thể chở tới 40 hành khách, và đây là một phương tiện thân thiện với môi trường. Những chiếc máy bay tương lai này sẽ chạy bằng điện, siêu nhẹ và được trang bị phần mềm lái tự động. Ở Trung Quốc, gã khổng lồ công nghệ Baidu đã bắt đầu vận hành một dịch vụ taxi tự lái. Dịch vụ Apollo Go đã được triển khai tại các thành phố như Bắc Kinh, Trùng Khánh và Vũ Hán vào năm 2022 và có kế hoạch mở rộng vào năm nay. Đại diện công ty cho biết, dịch vụ gọi xe tự lái đang dần trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Ở các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, mỗi chiếc xe của Apollo Go có thể hoàn thành hơn 15 chuyến một ngày. Tương lai du lịch liên kết chặt chẽ với biến đổi khí hậu. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế công bố mục tiêu dài hạn để đạt được lượng khí thải carbon bằng không vào năm 2050. Nhờ sự phát triển của công nghệ, những nhiên liệu bền vững đến động cơ chạy bằng điện có thể khiến các chuyến bay ít ảnh hưởng đến môi trường hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bày tỏ thái độ nghi ngờ về xu hướng này. Giống như ngành hàng không, các khách sạn có ý thức về môi trường sẽ trở thành xu thế trong tương lai. Vào năm 2021, Room 2 Chiswick khai trương tại London đã trở thành khách sạn phát thải ròng bằng không của thế giới. Các hoạt động hàng ngày của khách sạn Marcel, Mỹ cũng hoàn toàn dựa trên năng lượng mặt trời. Sẽ thật tuyệt vời nếu khi du lịch, bạn có thể kết nối và trò chuyện với nhiều người khác một cách sâu sắc hơn. Ngôn ngữ sẽ không còn là rào cản trong tương lai khi đi du lịch. Giờ đây, bạn có thể kết nối giữa các nền văn hóa, làm việc và sinh sống ở nước ngoài dễ dàng hơn. Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bạn dịch giữa vô số các ngôn ngữ khác nhau. Một số các công ty hàng không vũ trụ như Virgin Galactic, SpaceX, Blue Origin, Space Perspective đang phát triển và cung cấp những phương tiện du lịch ra ngoài không gian. Du lịch ra ngoài trái đất sẽ trở thành hiện thực. Cụ thể, SpaceX đã chuẩn bị khoảng 12 chuyến tham quan bên ngoài vũ trụ trong năm nay. Blue Origin cung cấp các chuyến du ngoạn qua tuyến Kármán, một ranh giới cách 100 km so với mực nước biển, đánh dấu sự khởi đầu chuyến tham quan bên ngoài trái đất. Doanh nhân, tỷ phú người Mỹ Elon Musk từng nói về công nghệ Hyperloop, một hệ thống vận chuyển tốc độ cao trong ống chân không áp suất thấp. Với mạng lưới Hyperloop, tàu siêu tốc có thể di chuyển với tốc độ lên đến 1.220 km/h từ Los Angeles đến San Francisco trong 30 phút, Bắc Kinh đến Thượng Hải với 60 phút, và Paris đến Amsterdam tốn khoảng 90 phút. Sự ra đời của Hyperloop hứa hẹn giải quyết nhiều vấn đề như tốn thời gian, chi phí nhiên liệu cao và ô nhiễm môi trường. Tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.